Hiếu chào tất cả anh em. Trước mắt anh em chúng ta đây là một con cúp 50 của em Hùng ở Sông Lô Vĩnh Phúc. Em sửa con này cho ông già anh em nhé. Thì cũng giống như các anh em biết đấy, một con động cơ từ thời bây giờ thì nó không còn gì để mà nói, mình cũng không còn gì để tả. Thì xe thì nó cũng quá là xấu xí và cũ kỹ lắm rồi anh em ạ. Thì em Hùng thì sửa con động cơ này cho bố, cho ông già. Thì theo nhu cầu của em thì đi về thì Hiếu sơn cho em cái lốc, lốc bên côn và mang cá đó. Nói chung là rất là đẹp. Xe thì cũng hoàn thành tổng thành rồi, ngon lành hành đào rồi. Thì định gửi con động cơ này về từ hôm qua anh em ạ. Nhưng hôm qua thì Hiếu lại hơi bận công việc nhiều. Hôm qua cũng làm con máy. Thì với cả em bảo là anh Hiếu ơi, lổ cho em cái con máy, lổ thử cho em cho nó ok, ngon lành hành đào thì mới gửi. Thì giới thiệu với anh em thì xe này không có đề đâu, cúp ngày xưa mà không có đề đóm gì đâu. Đấy, thì đây là cái chế của em gửi về cho mình. Đấy, đây là con chế của em gửi về cho mình. Thì giống như trên video thì Hiếu đã thấy đấy, anh em thấy nó méo này, vì em nó gửi về nó không có thùng xốp. Và cái thứ hai là cái quả ga, quả ghiếc của em, em tháo em để ở nhà. Đây con cái chế của em đó. Thì Hiếu bảo thôi, cái chế của em nó, em để quả ga và ấy ở nhà rồi thì thôi, thì để anh tìm cho em một cái chế ngon, anh kỷ niệm anh cho luôn. Thì giới thiệu anh em đây là một con chế mà Hiếu tháo xe vẫn còn mới anh em nha. Cái chế này của nó là 80%. Anh em nhìn thấy chế nó mới như nào là anh em biết luôn rồi đúng không? Ở đây thì Hiếu hay độ những dòng xe của phiên bản học sinh từ cúp 50 lên 100cc. Thì Hiếu tháo được cái bộ này còn ngon thì Hiếu kỷ niệm cho em luôn, Hiếu không lấy tiền. Đấy, và bây giờ thì Hiếu sẽ lổ thử. Cái này còn đang, cái ống dẫn xăng nó đang bị lứt đây anh em này, đang bị chảy xăng, nhưng mà không sao. Hiếu lổ máy thử cho em nó một tí thôi, rồi Hiếu sẽ kết thúc video. Ở đây ấy, thì Hiếu không có, tức là cái xe này nó không có củ đề. Không có củ đề thì để mà đạp lổ lên thì cũng khá là vất vả. Vì Hiếu đây Hiếu làm cái kệ di động, anh em nhìn được không ạ? Kệ có bánh xe thì Hiếu không đưa vào giá sắt. Đưa vào giá sắt bắt ốc ấy, thì nó mới chắc chắn thì chúng ta mới đạp lổ được. Thì ở đây Hiếu sẽ sử dụng bằng dây. Hiếu bằng dây bình thường thôi. Hiếu sẽ cuộn vào cái vô lăng này và Hiếu sẽ giật lổ. Giống như là chúng ta sửa cái máy cắt cỏ ấy. Đấy, thì nó rất là đơn giản. Dòng cúp 50 này thì chúng ta gẩy nhẹ là lổ thôi anh em ạ. Nó, cái quan trọng gẩy nhẹ lổ ấy thì chúng ta phải sử dụng đến IC Zcon AT, IC tăng điện áp, IC chạy tua. Anh em nào trên YouTube có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu. IC thì cũng không còn nhiều đâu, chỉ còn khoảng tầm 3-40 con thôi. Hàng đợt này về đây này, IC Zcon AT. Đấy, IC này của nó thì nó là IC chạy tua. Vòng tua của nó cực lớn, nó tăng điện gấp 2 lần so với IC bình thường. Thì cái dây đỏ của con IC nó đi ra thì anh em chúng ta sẽ kết nối vào dây nguồn sau khóa là được luôn. Thì ở đây thì Hiếu không có cái ổ khóa, thì Hiếu sẽ lối vào cái bình ắc quy của chúng ta như thế này. Chúng ta lối vào đây thôi. Đấy, chúng ta lối vào và chúng ta sẽ khởi động xe. Hiếu sẽ chia sẻ cùng anh em. Giới thiệu với anh em, không phải con IC nào nó cũng giống con IC nào đâu anh em nha. Thì đây Hiếu sẽ cho anh em xem phân biệt hàng giả hàng nhái. Thì không phải con IC nào và chúng ta cũng có thể là giống nhau. Thì anh em thấy đây là một con IC Zcon AT, IC chạy tua của bên mình, nhập hàng công ty chính hãng của Zcon AT. Đấy, thì nó đây cũng có một cái sợi dây đỏ đi ra như anh em nhìn thấy đó. Đấy ạ. Đấy. Từ các cái rắc nó đã khác nhau hoàn toàn rồi anh em nhá. Đấy, một thằng thì hàng công ty, một thằng là không có chữ số gì. Cho nên anh em đừng có bảo là có cái dây như thế này là giống của mình, là không có đâu anh em nhá. IC nó làm giả rất là nhiều, cho nên anh em chúng ta nhớ mua hàng chính hãng phân biệt hoặc là liên hệ trực tiếp với Hiếu để anh em có thể lựa chọn được hàng chính hãng anh em nhá.
Đấy. Hàng thì về có khoảng tầm 40 con thôi anh em ạ. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho Hiếu, Hiếu sẽ gửi cho anh em trên toàn quốc. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào con cúp này của em Hùng ở Sông Lô Vĩnh Phúc. Thì không có cụ đề, đạp thì khó. Thì bây giờ Hiếu sẽ cuộn dây để khởi động xe này. Thì để mà cuộn được dây thì Hiếu phải tháo cái mang cá ra đấy. Đây là mang cá Hiếu bắt hết rồi đấy. Hiếu bắt vào rồi đấy anh em ạ. Nhưng mà để khởi động con này lổ thì Hiếu phải quấn dây để khởi động. Thì anh em nào có nhu cầu mà muốn sử dụng ICZ con AT, anh em cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu. Hiếu sẽ gửi cho anh em trên toàn quốc anh em nha. Đấy, như thế này là chúng ta sẽ giật lổ thôi anh em. Anh em nhìn rõ không ạ? Đấy, bây giờ anh Hiếu sẽ giật lổ này. Đây là một cái động cơ. Móc rất là êm anh em nha. Ở đây nó vẫn còn hổ hở cái bô, Hiếu chỉ ấn không mà thôi, chưa bắt ốc anh em ạ. Nhưng mà Hiếu ấn cái bô này vào ấy để cho tất cả anh em chúng ta nghe cái tiếng máy cho nó gọi là nó đỡ bạch bạch thôi. Còn đối với mình ấy, đối với Hiếu ấy, thì cái máy nó êm như nào là Hiếu đã làm lên thì Hiếu đã biết nó êm đến mức độ như nào rồi, cho nên là Hiếu không cần phải lắp bô, với cả không cần phải lổ thử luôn. Nhưng mà đây là em Hùng ở Sông Lô Hưng Yên, ở Vĩnh Phúc, em bảo là anh lổ cho em lên để bố con em về lắp cho nó yên tâm, cho nó chắc chắn là nó xe này đã lổ rồi đấy. Cho còn bản thân mình thì mình cũng gọi điện báo với em là từ trước nay anh làm xe thì nói chung là các em chỉ cần gắn lên xe là lổ được ngay, vì Hiếu căn cò ấy, Hiếu để cái mức độ chuẩn của nhà sản xuất cho nên là nó rất là dễ lổ anh em ạ. Anh em thấy không, cần giò đẹp Hiếu lắp vào đây Hiếu còn không cần, mà Hiếu chỉ cần quay là lổ ngay, nó rất là đơn giản thôi. Đấy, như anh em thấy đấy, bô thì chỉ cần gắn cái bô vào đơn giản thôi, nó rất là đơn giản để xe này khởi động. Một cái xe lổ nó quá là đơn giản đối với mình. Đấy, máy cực êm cực chất luôn anh em nha. Đấy, anh em nào ở trên YouTube có nhu cầu mà muốn phục hồi lại một con động cơ, anh em cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889. Anh em có thể liên hệ trực tiếp cho Hiếu qua Zalo anh em nha, Zalo cũng số 0962 783 889, để liên hệ với Hiếu để sắp xếp lịch trình để chúng ta có thể làm lại một con động cơ cho anh em. Với mình ấy, một con động cơ nó đơn giản như thế này thì nó cũng cực kỳ là tâm huyết. Tại làm sao, vì con dòng động cơ này nó quá cũ anh em ạ, nó cũ kỹ quá lâu đời rồi, để mà mình phục hồi một con này làm gen làm giếc nó rất là mất công. Nói thật với anh em, anh em nào thực sự yêu quý những con động cơ như này thì chúng ta mới làm, còn không thì thôi anh em nhá. Đấy, còn anh em muốn phục hồi những dòng zin Việt, zin Thái hoặc những uây zin thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu, Hiếu làm cho anh em ngon lành cành đào. Đấy, máy móc rất là êm, lắp cho anh em cái bô vào để anh em chúng ta nghe con máy cực chất luôn anh em. Rồi, ok anh em nhá, thì video của Hiếu đến đây kết thúc nhá. Thì Hiếu cũng xin tạm dừng video và Hiếu sẽ đóng con động cơ này về để gửi cho đứa em. Rồi, Hiếu chào tất cả anh em.